Sau Tết, thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm. Trong những ngày này, tại chợ hoa Quảng Bá, hàng trăm cành lê gốc lê được các tiểu thương bày bán. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên lượng người trở về đây mua hoa cũng thưa thớt hơn so với mọi năm. Hoa lê rừng bung nở, khoe sắc, cuốn hút và mê hoặc với người dân Hà Nội. Giống như đào rừng, hoa lê cũng được đánh giá bởi hoa đẹp, nhiều nụ, độ sần sùi của thân cây càng già càng đẹp. Hoa lê trắng tinh khôi, khi cắm tạo được vẻ đẹp sang trọng. Ngoài ra, hoa lê còn là biểu tượng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên và may mắn trong năm mới nên được nhiều người lựa chọn. Tết xong là chúng tôi thay cây đào thì chúng tôi cho cây lê vào, nó đẹp. Thấy mọi người bảo là chơi lê sau Tết thì may mắn. Thế là hoa lê năm nay thấy có vẻ đẹp. Năm nay mới bắt đầu chơi, hoa lê mày đẹp. Nhiều năm trở lại đây, hoa lê được nhiều người ưa chuộng như một thú vui trong những ngày đầu xuân năm mới. Chị Nguyễn Thị Luân, 6 năm gắn liền với việc đưa những gốc lê về Hà Nội bày bán cho biết, lê năm nay nở rộ, hoa nở đẹp nhưng giá thành lại được rẻ hơn mọi năm. Theo như tôi kia, hoa lê năm nay thì tuyệt vời. Trong 6 năm mà tôi đi buôn lê là năm nay là năm thứ 2 là hoa lê đẹp. Thì năm ngoái cái hoa lê là nó bị sương muối ở trên, nó không có hoa. Thế nên ta không lỡ, như năm nay thì là hoa lê rất đẹp. Đẹp từ bắt đầu ăn Tết xong là hoa lê nó bắt đầu nó lỡ. Cái giá thành năm nay thì là khi chúng tôi mua được rẻ thì chúng tôi về cũng phải bán rẻ cho dân. Mỗi cành hoa lê sẽ có một giá khác nhau, với những cành có thân to, cành đẹp, giá dao động từ 2 đến 5 triệu đồng. Những cành nhỏ giá dao động từ 200 đến 500 nghìn đồng. Đặc biệt, những cành có dáng độc, thân mốc, sai lộc, thân có đường kính lớn, giá có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Mọi năm thì tầm rằm tháng giêng mới bắt đầu có hoa, thì năm nay hoa đã lở từ khoảng mùng 1 đầu năm rồi. Thú chơi hoa lê dần phổ biến ở thành thị và hoa cũng được trồng ở vùng cao. Nó vừa mang ý nghĩa cho sự thanh khiết, mong một cuộc sống bình an, lại mang lại giá trị kinh tế. Giữa phố phường nhộn nhịp của thủ đô, cành lê trắng tinh khiết như một nốt trầm để lòng người lắng lại với thiên nhiên, đất trời, mênh mang hướng đến một mùa xuân mới.